Chào mừng các bạn đến với video kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ, từ những bước chân đầu tiên đến những đóng góp không thể nào quên cho đất nước. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một ngôi sao sáng đã ra đời, mang tên Nguyễn Sinh Cùng. Cậu bé ấy lớn lên trong một gia đình yêu nước, từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ giải phóng dân tộc. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sau này đã trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Năm 1911, với khát vọng cháy bỏng, Nguyễn Tất Thành đã quyết định rời quê hương, bắt đầu cuộc hành trình lịch sử kéo dài hơn 30 năm để tìm đường cứu nước. Trên con tàu La Tachéville, người ra đi với hai bàn tay trắng, cùng với cái tên gọi Văn Ba, nhưng trái tim đầy quyết tâm và niềm tin. Trong suốt thời gian này, người đã hoạt động không mệt mỏi tại nhiều quốc gia, từ Pháp, Mỹ, Liên Xô đến Trung Quốc, truyền bá tư tưởng cách mạng, vận động sự ủng hộ quốc tế và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng dõi theo bước chân người qua các châu lục, từ Paris hoa lệ đến Moscow lạnh giá, từ Quảng Châu sôi động đến các mặt trận quốc tế. Mỗi nơi người đến, mỗi việc người làm đều mang trong mình một mục tiêu cao cả, giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, dưới ánh nắng mùa thu lịch sử, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một khoảnh khắc thiêng liêng, một giấc mơ thành hiện thực cho cả dân tộc Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Không chỉ là người khai sinh ra nền độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập, tự do, người đã truyền lửa cho toàn dân tộc đứng lên chiến đấu vì một Việt Nam tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một người cha già dân tộc. Tình yêu thương và sự quan tâm của Bác dành cho mọi tầng lớp nhân dân, từ người nông dân, công nhân đến các em thiếu nhi, đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bác đã dạy chúng ta sống giản dị, khiêm tốn và luôn đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ đã ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc. Nhưng những giá trị, tư tưởng và di sản của người vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam, là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau. Hôm nay, kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của người. Mỗi người chúng ta hãy nỗ lực, đoàn kết và phấn đấu để xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Bác hằng mong ước. Hãy cùng nhau ghi nhớ và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc bạn có một ngày đầy ý nghĩa.